chào các bạn, mình là Ngân, khách hàng trải nghiệm hàng tiêu dùng. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người một sản phẩm mình rất là tâm đắc. Đó là nước giặt xả Carefor. Mình là người đã có gia đình và có một em bé nhỏ. Vì thế mà mình rất là quan tâm đến các sản phẩm an toàn và chất lượng. Mình đã được một người bạn giới thiệu về cái sản phẩm này cách đây không lâu. Và sau khi mà sử dụng sản phẩm này thì mình đã có những đánh giá thực tế. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người. Thì chỉ cần một lọc nước giặt xả Carefor như thế này là đã đủ cho 20 bộ quần áo của gia đình mình. Như vậy là đã rất tiết kiệm rồi. Đối với những vết bẩn như là cà phê hay là dầu mỡ thì nước giặt xả Carefor sẽ đánh bay các vết bẩn cứng đầu gấp 2 lần so với nước giặt xả thường. Với việc sử dụng các thành phần từ tự nhiên, độ pH trung tính không làm ảnh hưởng đến da tay của bạn. Các bạn có thể thấy đây, sau rất nhiều lần sử dụng sản phẩm Carefor thì da tay của mình vẫn rất mềm mại và không bị dị ứng. Là một người vợ, một người mẹ của gia đình, mình đã tin tưởng sử dụng nước giặt xả Carefor. Còn bạn thì sao?